cho anh em. Đây là cái bể công nghệ của mình. Bữa mình mới test nước chạy lọc. Thì bữa giờ mình đã set up chạy lọc được tầm khoảng 6 ngày rồi. Ngày đầu tiên mình đánh tím, ngày thứ 3, thứ 4 là mình đánh vi sinh. Đây là bé cá Ranchu size 4 ngón, mình cho vào mình test nước, test được 2 ngày rồi. Thấy ok, cá khỏe. Thì hôm nay là cuối tuần, mình bắt đầu mình sẽ lên trên lầu. Mình mang cá xuống, thả hồ. Mọi người theo chân mình nha. Mình thì là mình nuôi cá vàng ở trên lầu. Thì cái hồ to này nè, trước đây là mình nuôi cá vàng rất là nhiều, mà hiện tại là mình bắt đầu mình nuôi cá koi. Hồ này tầm khoảng 3 khối, mình nuôi toàn bộ cá koi Nhật nha. Đó, mình có trồng thêm mấy chậu chuối mỏ két nữa. Đó. Các bạn thấy màu sắc của cá koi Nhật đẹp không? Hồ này lâu lắm rồi, từ lúc xây nhà là mình xây rồi, cũng được mấy chục năm mà. Thì nó bị ngấm, mình phải lót bạt đó mọi người. Đó, thì lọc mình cũng sử dụng hai cái tanh nhựa thôi. Dưới đây thì có một con Ranchu xài cũng 4-5 ngón, hai con luôn, con bạc đen nữa. Đấy. Thả chơi với coi, vớt lên cho mọi người xem nha. Xem cá nó bây giờ con nó ngon á. Body cũng quá là tuyệt vời, màu mè hoa lá hẹ. Rồi hôm nào mình sẽ làm chi tiết về cái hồ xi măng này cho mọi người ha. Tất cả những cái tanh mình nuôi cá vàng đều là tanh nhựa và sử dụng thùng lọc đơn giản hết á, nhưng mà hiệu quả lọc rất là trong. Các bạn nhìn nước này, trong như nước suối. Tanh mình nuôi tới 6-7 chục em ạ. Tanh này size em nào nhỏ nhất cũng là 3 ngón, lớn hơn là 3.5-4 ngón, nhỏ nhất là 3 ngón. Mọi người xem chất lượng cá này. Những em này thì mình tuyển chọn ra, mình dưỡng trong cái rổ này được một ngày. Hôm nay là bắt đầu mang xuống hồ của ngại thả. Các bạn nhìn chất lượng những em cá. Body màu sắc rất là đẹp. Cá này đều là cá mình nhà làm hết nha mọi người nha. Và cái tanh này cá nhỏ hơn, size tầm khoảng 2 ngón, 2 ngón rưỡi. Thì trong đây mình có nuôi thêm 2 con chép, gọi là chép sư tử á. Bây giờ là bắt đầu tiến hành múc nước vô xô, vớt cá mang xuống dưới nhà. Thì mình nuôi cá vàng rất là đơn giản mọi người. Mọi người thấy không, chỉ có tanh nhựa khoảng 200-300 lít, lại hai cái thùng nhựa để lọc thôi. Mình để chỗ với phun di mát, rồi làm thêm cái ba kỳ để sấy với lại đá lông vũ. Vật liệu lọc rất là rẻ tiền. Cái rổ này thì mình lọc ra được tầm khoảng 30 em, mình mang xuống nhà cho cái hồ công nghệ mới nuôi tầm khoảng 30 em xem như thế nào. Nếu mà ok, lọc tải tốt thì mình sẽ thả thêm khoảng 50 em. Nếu mà không thì mình chỉ để khoảng 30 em mình nuôi thôi. Anh em mà có cái sân thượng á, nuôi cá tốt lắm anh em. Màu sắc nó lên rất là đẹp. Với lại nuôi trên đây mà có mái che thì nó hạn chế những cái bệnh nấm trắng rồi nấm mang rồi kia, tại vì nó không có bị nhiễm nước mưa anh em. Mình nuôi cá trên đây khỏe, màu sắc lên cực kỳ đẹp. Đó, mình xem lại chất lượng cá lần nữa anh em ơi. Bây giờ xuống nhà. Xách xô cá xuống lầu đuối luôn anh em. Bây giờ bắt đầu thả cá. Kiếm cái ghế treo lên thả. Rồi, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng giây phút quan trọng này với mình nha. Một vệt vớt 5 em mà hãm cong cái vệt luôn á mọi người. Nặng lắm, không biết bao nhiêu lạng một con mà nặng vũng cong cái vệt luôn. Mình cầm ở cái cong cái vệt luôn đó mọi người. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé.
số lượng cá nó bắt đầu đông đông lên rồi đó mọi người. Đấy, mình thấy cái này cũng ổn ổn rồi đó. Zoom sát lại cho mọi người xem nha. Cái hồ chống không nhìn nó có gì như cho cá vô bơi nhìn tươi mắt vậy mọi người. Đấy. Mấy bé này ba size 3,5 4 ngón mình thả vô thì tính ra mình ép nở là tầm tháng 6. Tháng 6 hay là tháng 9 tầm khoảng 3 tháng rồi. 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9. Mình là cuối tháng 8 cho là đầu tháng 9 nha. Mới 3 tháng mình bơm size lần được 3,5. Con nào mà lớn là cần 4 ngón nữa mọi người. Thì mình khi mà cá ốc nở ra thì mình cho anh Atomia. Atomia được tầm khoảng vài ngày bắt đầu là mình đi mua bo bo, mình cho anh bo bo. Khi mà bắt đầu ăn được trùng rồi đó, mình cho anh trùng. Trùng tuần sau là bắt đầu mình lọc cá. Khi mà mình lọc cá ra được tầm khoảng sai một ngón rồi đó, là bắt đầu mình cho anh phun cám, cho phun cám heo. Cám heo, cám tăng trọng của mình ha. Mình nhập từ người em ở bên Thái thì nó ở bên đó nó chơi, nó cũng chơi một cái vàng này. Bên Thái thì mấy cái trại cá bên Thái người ta sử dụng cái cám này, hầu như là trại nào cũng sử dụng cái cám này, thì nó nhập về giùm mình. Cứ hàng tháng nó về Việt Nam nó chơi thì nó nhập về giùm mình. Đấy, cho anh cám này. Mình thấy trong tất cả các loại cám đó giờ mình nuôi, sau này mình sử dụng cái loại cám heo này, mình thấy nó phát triển. Thứ nhất là cá nó phát triển body lên rất là đẹp, khung xương, khung body, rồi đầu rất là đẹp, màu sắc lên tự nhiên. Và nước rất là trong sạch nha, mà không có váng dầu luôn á. Cá tiêu hóa tốt, hấp thụ nhanh, tiêu hóa tốt, cá lúc nào cũng hấu ăn hết á. Mà mình nghĩ là cho ăn cái cám này nó còn sạch sẽ hơn là trùng. Cá là không bao giờ mà nó bị cái đường ruột hết mọi người. Trùng nhiều khi nó có vi khuẩn này kia nó cũng dơ. Mình cá nhỏ mình mới cho ăn trùng thôi. Bắt đầu một nhóm trở lên ăn được cám là mình cho ăn cám hết, không cho ăn trùng nữa mọi người. Đó, bây giờ thả xong 30 em rồi. Vô cá bơi thích nghi rồi, bắt đầu bơi ra. Thấy nhộn nhịp vui vẻ. Thì mình cũng có chia sẻ cái cám này cho anh chị em nào, bạn bè nào quan tâm chơi cá vàng và muốn cá phát triển tốt thì mình phải dùng một loại cám tốt mọi người, chứ đừng có tiếc tiền mua con cá xịn mà cho anh mấy cái loại cám như cho cá công nghiệp hay cho cá lóc hay cho cá ao anh, nó không đẹp đâu mọi người, nó chậm phát triển lắm. Thì hôm nay thả cá vậy là mình thấy ok rồi. Để 1-2 bữa nữa mình có thời gian mình sẽ quay rồi mình review cho mọi người nha. Rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Cá bắt đầu lên một size là mình cho ăn cám hết mọi người. Full cám luôn. Ngày 3 cử. Không cho ăn bất kỳ thứ gì khác. Thứ nhất là cám nó tiết kiệm, thứ hai là nó sạch, nó không phải lo về cái vấn đề đường ruột. Màu mè lên rất là đẹp, body, đầu. Nói chung là cái cám này nuôi cá vàng là hoàn hảo mọi người. Bắt đầu lau kính cho sạch. Cuối tuần thì mình xin chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình ha, bạn bè, người thân. Chúc cho anh em đồng ngư ngày càng phát triển hơn với lại đam mê của mình. Lúc nào cũng sống vì đam mê của mình nha mọi người nha. Đó, có một cái hồ cá trong nhà như vậy là rất là thích. Không phải đi đâu hết. Cuối tuần cứ ngồi ngắm cá, uống ly cà phê là được rồi mọi người ha. Rồi, xin chào mọi người. Chắc mình kết thúc video ở đây.